Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công ty May Hưng Long 2 thưởng Tết bình quân 18 triệu đồng một người. Năm 2022, tập đoàn Hòa Phát bán hơn 7,2 triệu tấn thép ra thị trường. Doanh nghiệp kiến nghị bất cập trong cách tính giá vật liệu xây dựng. Trả lời của đại diện Chi cục Hải quan Hưng Yên với câu hỏi của doanh nghiệp như sau: hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm những chứng từ gì? Cuối chuyên mục là phóng sự, Hưng Yên tạo ra nhiều động lực cho doanh nghiệp phát triển. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đa dạng hóa đơn hàng, đa dạng hóa thị trường, nên kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng Tết cho người lao động của công ty cổ phần May Hưng Long 2 trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn đạt khá. Năm 2022, doanh thu công ty đạt trên 240 tỷ đồng từ việc gia công hàng may mặc xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh. Trong đó, hàng racket chiếm đa số. Thưởng Tết bình quân của hơn 1.000 lao động đạt 18 triệu đồng một người. Đến nay, công ty đã ký đơn hàng sản xuất đến tháng 5 năm 2023. Đây là kết quả của việc đón đầu đơn hàng dịch chuyển từ thị trường Trung Quốc sang. Trọng tâm sản xuất năm 2023, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư máy móc, công nghệ để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu doanh thu tăng 20 tỷ đồng so với năm 2022. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, tập đoàn Hòa Phát tiếp tục là doanh nghiệp chiếm thị phần số 1 Việt Nam về thép xây dựng và ống thép. Với công suất 8,5 triệu tấn trên năm, Hòa Phát còn nằm trong top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất toàn cầu. Trong năm 2022, tập đoàn bán hơn 7,2 triệu tấn thép, chủ yếu là phôi thép, thép xây dựng và thép cuộn cán nóng. Ngoài thị trường nội địa, sản phẩm xuất khẩu đã mở rộng khắp năm châu. Việc khai thác thị trường xuất khẩu giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Điểm mới trong năm 2022 là Hòa Phát sản xuất nhiều mác thép mới, nghiên cứu phát triển các dòng thép chất lượng cao, đặc biệt là các dòng thép kỹ thuật khó như thép cuộn làm tanh lốp ô tô, linh bít, thép thanh vằn đóng cuộn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Hiện nay, việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên cả nước bị chậm, trong đó có một phần nguyên nhân do giá nguyên vật liệu như cát, đá, đất san lấp tăng cao, mặt khác cũng do mức giá nhà nước công bố thường thấp hơn so với giá thực đang diễn ra ngoài thị trường. Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các công trình, bởi doanh nghiệp đang gặp phải thực trạng càng làm càng lỗ, thi công càng nhiều, lỗ càng lớn. Tính bình quân, giá cát, đá trong năm vừa qua tăng từ 20 đến 30%, thậm chí có thời điểm cao hơn. Giá thép, xi măng tăng khoảng 20%. Cùng với đó là giá xăng dầu tăng đang tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Hiện nay giá vật liệu được các tỉnh công bố hàng tháng để tính, nhưng theo phản ánh của các doanh nghiệp, giá công bố thường chỉ bằng 70 đến 80% so với giá thực khi mua ngoài thị trường. Đề nghị với nhà nước là nghiên cứu và xem xét để nâng những cái giá lên cho nó phù hợp với cái thị trường, để các cái công trình của các doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp xây dựng đường trường trạm, thế rồi là sửa chữa, tu sửa các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thì để nó đảm bảo được tiến độ và đồng thời cũng là để giải ngân được ngân sách mà nhà nước đã cung cấp cho các cái dự án. Trong những ngày trước, trong và sau Tết, các doanh nghiệp đảm bảo công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh đều bố trí lao động trực luân phiên, cố gắng ở mức cao nhất, không để ứ động rác. Nhưng có một nghịch lý là lượng rác sinh hoạt ngày càng nhiều, trong khi công suất các nhà máy xử lý lại có hạn, tạo áp lực lớn về thu gom, xử lý cho nhiều địa phương. Tại thành phố Hưng Yên, việc thu gom xử lý rác do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên thực hiện. Trong khi hầu hết các huyện còn lại, rác thải sinh hoạt đều được thu gom vận chuyển về nhà máy xử lý rác tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm để xử lý. Hiện nhà máy đang hoạt động hết công suất, mỗi ngày đốt khoảng 140 tấn trên ngày đêm. Trong khi bình quân, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh gần 800 tấn rác thải sinh hoạt. Để việc quy hoạch các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp với điều kiện phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có thông báo yêu cầu chủ đầu tư các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng, mở rộng công suất để sớm đưa các nhà máy vào hoạt động, đảm bảo nhu cầu trước mắt và lâu dài về xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363 089 089 và email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, chương trình nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề đất đai, ưu đãi đầu tư,
thuế, hải quan. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gồm những chứng từ gì? Câu hỏi này liên quan đến lĩnh vực hải quan và ngay sau đây là nội dung trả lời của ông Vũ Đình Chanh đến từ Chi cục Hải quan Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì đã được quy định chi tiết tại cái điều 16 thông tư 38/2015 thông tư Bộ Tài chính, đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018 thông tư Bộ Tài chính. Trong đó hồ sơ hải quan chủ yếu gồm những chứng từ như sau: thứ nhất là hóa đơn thương mại, thứ hai là vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường không hoặc đường sắt, thứ ba là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thứ tư là giấy phép xuất khẩu nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu nhập khẩu, thứ năm là hàng giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành đối với những hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành như kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm tra chất lượng. Ngoài ra tùy từng loại hình khác nhau thì có thêm bổ sung những chứng từ khác theo quy định tại điều 16 nêu trên ạ. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi cần các cơ quan liên quan trả lời, giải đáp, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363089089, email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, Hưng Yên trở thành điểm sáng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách đạt hơn 51.000 tỷ đồng, vào nhóm các tỉnh thành phố có số thu cao nhất cả nước. Nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhiều khu làng nghề đang được triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ, bài bản, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều động lực mới cho doanh nghiệp phát triển. Tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, hàng trăm doanh nghiệp sản xuất nhỏ, hộ gia đình sau hơn 3 năm ra thuê đất tại cụm công nghiệp Minh Khai để sản xuất. Hầu hết doanh nghiệp đều mở rộng hơn về quy mô sản xuất, doanh thu và lợi nhuận cũng tăng. Tương đối là thuận lợi, thì chúng tôi sẽ có diện tích sử dụng nhà xưởng rộng hơn, được đầu tư máy móc thêm lên và phát triển nó sẽ tốt hơn so với trước kia. Ra đây thì nó là cụm khu tập trung, thì mọi người các tỉnh họ sẽ đến đây tập trung nhiều và họ vừa sản xuất và vừa thương mại. Hiện nay, dọc theo đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp với mặt bằng sạch, rộng từ gần 100 hecta đến vài trăm hecta, sẵn sàng tiếp nhận ngay các doanh nghiệp vào đầu tư. Đầu tiên, khu công nghiệp sạch đang nỗ lực thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc với kỹ thuật hiện đại, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Thứ hai, tới thời điểm hiện tại, có 13 nhà đầu tư đã ký thỏa thuận đặt cọc để tiến hành đăng ký giấy chứng nhận đầu tư. Năm 2023, dự kiến có thêm khoảng 50 doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào khu công nghiệp sạch. Thứ ba, khi tất cả doanh nghiệp đi vào hoạt động, sẽ tạo ra khoảng từ 5.000 đến 10.000 việc làm cho người lao động. Khu công nghiệp sạch chúng tôi có kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải tiêu chuẩn cao để không phát sinh vấn đề môi trường. Với mong muốn tạo ra môi trường tốt cho người lao động, chúng tôi có kế hoạch xây dựng công viên, cây xanh. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để xây dựng khu công nghiệp sạch trở thành khu công nghiệp tốt nhất ở khu vực phía Bắc. Công tác cải cách hành chính, tiêu biểu như hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều ở top đầu và top khá so với các tỉnh và thành phố trên cả nước. Hưng Yên đã tạo ra niềm tin, tạo sự yên tâm cho các doanh nghiệp gắn bó lâu dài khi vào đầu tư. Chỉ tính riêng năm 2022, tỉnh Hưng Yên có gần 1.350 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là hơn 13.000 doanh nghiệp, trong đó 80% đã đi vào hoạt động. Đây là minh chứng cho thấy Hưng Yên đang tạo ra nhiều động lực cho doanh nghiệp phát triển thông qua việc triển khai xây dựng các khu cụm công nghiệp mới theo quy hoạch đã được duyệt. Thời lượng chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đơn vị đồng hành cùng chương trình là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh, xin liên hệ qua số điện thoại 0363089089, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com.